Xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn. Các bạn, hôm nay mình sẽ làm món ba chỉ rang với lại mắm ruốc. Mình có ghé chợ mua miếng thịt ba chỉ. Lúc mà họ đưa coi đó thì miếng thịt thấy ngon lành lắm, mà khi về mở ra coi miếng thịt mỡ nhiều hơn là thịt. Ông bà mình nói không sai, mua lầm chứ bán không có lầm, họ lừa mình. Thấy ghê không? May nhà có cái giò lóc xương á, lấy ít thịt bỏ vô. Mình đã rửa với lại ngâm với muối với giấm khoảng 20 phút rồi. Bây giờ mình sẽ bỏ vô, mình chần cho nó sạch, cho chút xíu muối. Miếng thịt kia này không ngon gì hết. Bây giờ mình chần cho đến khi nó vừa sôi lên đó thì mình bắt bếp mình vớt nó ra, rồi mình sắc nó. Trong lúc chờ đợi đó mình chuẩn bị mấy cái món khác. Thường mấy món ăn của mình không thể nào thiếu hành. Mình cho hành hương vô. Thường làm món này đó mình chỉ cần hành hương thôi, mình không có cần tỏi, nhưng mà món ăn nào mình cũng muốn có tỏi vô đó, thành ra mình bỏ ít tỏi. Tất cả các món ăn đa số là đều cái tỏi nó làm rất thơm, thứ hai nó tỏi ăn tỏi nhiều tốt. Mình đập ra mình băm chút xíu. Món này có sả, mình không có cần nhiều sả như vậy. Ở ngoài vườn hái vô đó 4-5 nhánh, làm luôn một lần, mình xay mình bỏ vô ngăn đá đó. Khi nào mình cần mình lấy ra, có nhiều khi chỉ cần có chút xíu sả thôi mình lười mình không làm. Bây giờ mình xay mình bỏ sẵn trong ngăn đá, khi nào mình nấu cái gì mình lấy ra nó có sẵn. Thì cắt nhỏ để mình xay, tại vì xay nhuyễn hơn nó thì ăn nó ngon hơn. Các bạn bỏ vô cái hộp giống như vậy nè, xong rồi mình bỏ vô ngăn đá, khi nào mình cần bao nhiêu mình lấy ra bấy nhiêu. Mình xay và mình ngon hơn mua ở tiệm họ xay sẵn á, không biết họ cho cái gì vô mà nó màu xanh xanh. Trong khi nhà mình có sả tươi, hay là bạn có thể mua sả cây về mình xay cũng được. Mình có sả, có hành, có tỏi. Cái này của mình nó sôi rồi, mình vớt bọt mình bỏ. Hồi rửa nó không có dính một cái thịt của mình. Xong rồi mình tắt bếp, mình đem qua mình rửa nó rồi mình sắc nó ra. Mình có rau salad với lại trái dưa leo. Thường mình khoái ăn tôm, thành ra món nào mình cũng mấy cái món này nhà có tôm sẵn á, bỏ vô ăn cho nó thay đổi chút xíu. Trong này một vài con mình đập ra để thử coi đập ra ăn nó có ngon hơn là để nguyên con không. Tại cái món này chưa bao giờ mình làm với cái tôm đập ra hết. Mình đập mớ mình để nguyên con. Bây giờ mình bỏ vô. Ướp chút muối. Đường. Chút tiêu. Cho chút xíu dầu vô đồ ăn. Có tôm nó cũng lạ lắm, nó ăn nó cũng lạ lạ. Chanh là mình bắt vài giọt vô, mấy cái kia của mình nó mặn, nó hơi đầm lại một chút, mặn quá ăn cũng không có ngon lắm. Bây giờ mình xắt cái thịt này ra. Mình muốn sắc mỏng như vậy cũng được. Nói chung ra là tùy theo cái sở thích của mình thôi. Các bạn muốn cắt mỏng vậy hoặc là cắt hơi bự cũng vậy. Xong rồi mình cắt vuông lại. Mình không bị giới hạn, mình muốn làm kiểu nào miễn là mình thích ăn thôi. Bây giờ mình làm một thứ một phần nữa. Cái này có nước, lát nữa bỏ vô chảo nó nổ. Mình nghĩ chắc sắc vuông vậy ăn ngon hơn á. Sắc vuông đi.
tại hồi cái thịt nó sẽ chín bốn cạnh mà nó còn còn sát cái kia mỏng, hồi nó cháy lại nó sẽ khô. Miếng thịt này quá dở. Nó lấy miếng thịt này trên cái lưng ông lấy thế này, cái dưới toàn mỡ không. Mai mốt không có đi chợ này nữa, đi chợ khác coi miếng này mỡ không. Miếng này chiên cho kỹ kỹ, chúng nó giống như tóc mỡ, ăn cũng ngon lắm. Hơi không tốt thôi. Cách vài cái mỏng khác, mình thử coi cái loại nào ngon hơn. Cái này mình không có trần sơ, dao này cắt không có nổi đâu, dao này lục rồi. Da heo nó mình cạo ra rồi mình rửa, mình mới giấm với muối hơn 20 phút rồi. Bây giờ mình trần nó lên thì cái da nó mềm, nó mình sắc mới được, nó vừa sạch cái miếng thịt nữa. Mỡ hồi mình cho vô trước, mình để riêng qua đây cho nó khô lại. Quay qua làm rau, không để ý cái này. Miếng thịt này hơi chín quá. Thường mình nấu ăn mình lấy cái ý chính của cái món đó thôi, rồi sau đó mình nhà mình có cái gì mình pha chế thêm vô. Mình cũng không bắt buộc, mình đâu có bán tiệm đâu mà mình sợ người này người kia chê mình. Cái này các bạn muốn ướp cũng được, khi mà mình rim nó sẽ thấm vô, mình cũng không cần phải ướp nữa. Nếu mà mình ướp nó sẽ cháy cái gia vị. Giờ mình đem qua bếp mình làm. Bây giờ bếp mình cho lửa lớn lên. Thịt của mình không có luộc sơ đó, thì mình không cần phải cho chút dầu này vô. Các bạn cho chút dầu vào cho nó chán cái chảo thôi, hồi nó không có dính chảo. Trước khi mở nó ra, mình làm cái thịt này trước. Các bạn có thể làm cái thịt này sau khi phi hành phi tỏi, nhưng mà mình muốn làm trước là để mình muốn cho cái mỡ này nó rút ra, bớt mỡ lại, chứ để bệnh ăn nhiều mỡ quá. Cái lúc này các bạn coi chừng nó ra mỡ nó nổ vào người mình. Cho cái thịt này nó cháy cạnh một chút á, lát mình ăn nó ngon hơn và nó mềm. Đó là tùy theo sở thích thôi. Nếu mà bạn không muốn cho nó ấy thì mình phi hành xong, mình làm nước màu, mình phi hành xong rồi mình bỏ nó vô sau. Ý mình là muốn làm kiểu này cho nó ra bớt cái mỡ, cho nó nám cạnh cái thịt trước đã. Hồi ăn nó giống như tóp mỡ Việt Nam mình hồi xưa mà. Nếu bạn cẩn thận nha, làm với mỡ, nếu cần đeo cái kiếng vô chứ nếu không nó nổ vô mắt á. Đứng xa xa chờ nó có nước nó nổ cho nó nổ đã đi. Muốn ăn chắc thì để vậy. Làm mắm kho quẹt cũng giống vậy thôi, chỉ có một cái khác là mình pha nước mắm với đường. Các bạn làm y như vậy, thay vì bỏ mắm ruốc thì các bạn bỏ 2 phần nước mắm, 1 phần đường. Nói chung với nước mắm với nước bằng nhau, đường thì ít hơn, đường phân nửa thôi. Nó nổ nhiều, vậy là tại vì cái thịt của mình chưa có khô nước hết á. Cái mỡ nó nổ. Bây giờ mình tắt bếp cho nó bớt lại một chút rồi mình đảo mình lấy ra. Bây giờ đỡ rồi đó. Bây giờ mình đổ ra. Cái mỡ này nè, mình bỏ đi nha các bạn. Nó vô người mình nhiều có không có tốt đâu. Bây giờ thay vì cái mỡ, đúng ra ta lấy cái mỡ này, nhưng mà mình cho một chút dầu, ăn dầu đi. Để phi hành phi tỏi. Cho chừng một muỗng đường để mình làm nước màu á. Lúc này các bạn cẩn thận, nó vàng rất là lẹ. Khi nó bắt đầu vàng như vậy, mình cho hành, cho tỏi, cho bếp nhỏ lại chứ không thôi chưa kịp thì nó đen, nó sẽ đắng á. Cho hành, cho tỏi, mình cho tùy theo, bạn muốn ăn nhiều thì cho nhiều, muốn ăn ít thì cho ít cái xả vô. Mình thì lại thích ăn nhiều.
không cần cho cái hành nó vàng, nó vừa thì mình vừa thấy mùi thơm của hành, của tỏi đó, mình cho, tại mình có cái thịt này mình cho vô trước. Cái này là mắm tôm hay mắm ruốc, mình cho một muỗng như vậy. Maybe cho thêm chút xíu nữa, nhiều chút ăn cho nó ngon, coi như một miếng đầy đi. Thật sự ra một mình ăn đâu có nhiều nữa vậy, nhưng mà một lần làm một lần mất công á. Cái này nó mặn nữa, mình để vô freezer mình ăn. Ăn từ từ, lâu lâu thèm lấy ra ăn, để chừng khoảng một tháng được. Mấy cái mặn là mình để lên ngăn đá một tháng ăn. Một lần làm luôn. Chứ mà mấy cái này mà kêu làm chút chút để ăn, đủ để ăn thì không bao giờ làm đâu. Bây giờ các bạn cứ phải đảo lên thôi. Cho lửa nhỏ nhỏ cho nó không có bị cháy mà nó chín cái thịt của mình nha. Phải thịt. Bạn nào không thích ăn tôm mình để riu riu cho nó chín cái thịt. Hồi nãy mình cũng có trần sơ rồi. Thằng kia này cái thịt trần hơi kỹ quá. Đó, như vậy là xong cái món thịt ba chỉ kho với lại mắm ruốc. Còn riêng mình á, mình thích ăn tôm. Thành ra bây giờ mình bỏ tôm vô. Tôm này đó mình ăn trước, mình bỏ vô freezer, mình đừng bỏ tôm, tại vì tôm khi mà mình hâm lại nó sẽ bị khô lắm. Ăn cho nó có thịt có tôm một chút. Đúng rồi, như vậy cũng là được rồi, nếu mà không thêm tôm. Tôm thì mau chín lắm, mình không có cần để lâu. Món này không thể nào ngon nếu mà không có ớt. Thích ăn ớt nhưng mà chỉ hơi hơi thôi, chứ còn cay quá là ăn không được. Thành ra bạn nào ăn cay được thì để nguyên hột, còn mình thì thua, phải lấy hột ra, lấy ít ra, còn để lại chút chút cho nó hơi the cái đầu lưỡi thôi. Khi mà tôm được là cái này cũng được luôn rồi. Tôm mau chín lắm, tôm người ta ăn sống được mà, nhưng mà tôm thì mình ăn trước, tại nếu mình để lâu mỗi lần mình hâm lại cái tôm nó sẽ bị khô đi, ăn hết ngon. Món này ăn với cơm là thôi khỏi phải nói. Ăn cơm nguội cũng ngon, ăn cơm nóng cũng ngon. Cái này mà cơm các bạn làm cơm nắm á, ăn thì thôi. Mỗi lần mình đi làm xa ở qua đêm á, mà có mấy cái món này làm cơm nắm theo nửa đêm đói. Đi xa đâu có đồ Việt Nam đâu, mấy chỗ đó toàn là đồ Mỹ không à. Các bạn thấy ngon chưa? Bảo đảm dù cho no bụng cũng thấy đói nữa. Bây giờ mình cho nhiêu đây tiêu thôi. Rồi xong, bây giờ mình tắt bếp. Cái này làm không cần phải thử, tại vì chắc chắn là nó sẽ vừa rồi. Cái mắm ruốc như đó là quá vừa rồi. Sorry các bạn, ngon lắm. Bây giờ mình múc ra để mình ăn hôm nay. Lấy cái tôm rồi mình ăn trước. Hôm nay với sáng ngày mai ăn cái tôm. Có hai loại tôm hồi nãy mình đập ra nè. Cái tôm để nguyên con. Các bạn thấy như đây là đủ đói bụng rồi ha. Còn lại mình bỏ vô mấy cái như vậy nè. Bỏ vô ngăn đá. Các bạn biết cái chảo này làm gì không? Cái chảo này nếu mà mình muốn á, mình bỏ cơm mà mình làm cơm cháy á, ăn rất là ngon. Ngày mai mình lựa mấy con tôm rồi mình ăn trước. Nhiều đây 3 ngày nữa, ăn được 3 ngày. Lâu lâu mình lấy ra mình ăn, lần lâu lâu mình lấy ra mình ăn. Vậy là món này của mình cũng xong. Thêm chén cơm vô đây, cơm không có đủ đâu. Đó đó. Có đũa
có cái muỗng. Mời các bạn nha. Xin lỗi các bạn nha, mình ăn trước. Lát nữa các bạn nấu xong là ăn nha. Ngon thiệt. Miếng mỡ ăn sao? Miếng mỡ ăn thì phê, mai chắc phải đi bộ thêm 15 phút nữa. Các bạn hãy thử làm những cái món này, mình làm xong mình có thể mình làm nhiều một chút đó, mình bỏ vô tủ đá. Món này mặn để hơi lâu được, có thể để tới cả tháng. Đi làm về nhiều khi lười không có nấu, lôi ra bỏ vô microwave hâm lại ăn thôi. Các bạn có ý kiến thì đóng góp xin cho mình biết nha. Nhớ like, subscribe với lại share để cho mình có hứng thú làm thêm. Xin chào các bạn, hẹn các bạn vào bữa ăn, không phải ngày mai đâu, ngày mai mình còn bữa ăn vào 2 ngày nữa. Mình sẽ làm một món khác. Gặp các bạn sau. Ngon lắm. Nhiều cơm hơn chút thì ngon hơn. Mình chỉ có đủ khả năng xoay xoay như vậy thôi chứ. Gặp nhiều người họ giỏi á, đầu bếp giỏi họ lật một cái. Mình thì chưa đủ trình độ để làm như họ, nhưng mà mình chỉ có, mình phải làm bằng cái kiểu này. Đó. Đó, bây giờ mình để lửa nhỏ cho mặt dưới cháy lại. Thôi để các bạn mở lửa lớn nó một chút xíu, cho nó ném cạnh rồi mình tắt đi. Coi vậy chứ mà ngon lắm. Hồi nãy mình làm cơm nóng, bây giờ có cái cơm này ăn rất là giòn. Có một điều các bạn phải làm thử, cơm là ăn ngon hơn cơm trắng. Các bạn đi chợ mua đồ về nấu đi, nấu rồi ăn cho mình biết ý kiến nha. Chào các bạn một lần nữa. Vừa ăn vừa nói xin lỗi nha. Trời, ngon quá, chịu không nổi. Xin các bạn giới thiệu với bạn bè và đăng ký để cùng xem chương trình của mình. Cảm ơn các bạn.